gửi lời chào tới tất cả các anh chị em. Mình Tuấn Anh từ team Bookworm. Còn mình là Bạch Trung Kiên, thành viên thứ hai của đội Bookworm. Mình đến từ Hà Nội. Mình xin trân trọng giới thiệu với các anh chị em từ bầu trời Hà Nội, hệ thống WNFT, hệ thống phân biệt các tài sản số duy nhất. Vâng, đây là một ví dụ của hệ thống WNFT đang chạy, đang được đặt trên Local. Và như các bạn thấy, ở đây chúng tôi đang có một số tài sản số NFT đang được giao bán, kèm với đó là cái cách mà tạo tài sản số. Ví dụ đây, tôi phóng to lên, anh chị em có thể thấy rằng là cách tạo tài sản số thì gồm có chọn các loại tài sản. Đấy, gồm một đoạn câu chữ văn bản, tập tin, âm thanh, hình ảnh và đánh tĩnh. Và tất nhiên, chúng tôi cũng phải tuân thủ quy định chung, đúng không ạ? Tức là nội dung là duy nhất, không phụ thuộc những phạm trù chung, khái niệm chung, phải phù hợp với đạo đức lễ nghĩa, đúng không ạ? Trong Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đã quy định nội dung phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không nêu chính trị tôn giáo và không được gây hấn, và NFT có thể bị gỡ bỏ bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Vâng, thì đây là tổng quan xem qua một chút về các cái hiện trạng chúng tôi đang xây dựng. Thì về vấn đề chúng tôi giải quyết thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh 3 điểm. Thứ nhất là chúng tôi mong muốn có một cái chợ tài sản số NFT, tức là chuỗi khối bất biến đúng nghĩa trên nền tảng Orichain, và chúng tôi có những token riêng. Thứ hai là chúng tôi có cơ chế tự phân biệt, đảm bảo tính duy nhất, tính tác quyền sở hữu, tính chuyển giao với tài sản số đó. Và thứ ba đó là tương lai lâu dài, chúng tôi muốn tạo ra một dịch vụ Oracle cho các nền tảng blockchain có tính duy nhất với tài sản số đăng ký. Vâng, anh chị em cũng đều biết, trong tài sản số thì người ta hoàn toàn có thể đưa lên là vâng, một tập tin, một tập văn bản, một tập hình ảnh, một video clip ca khúc, đúng không ạ? Thậm chí cả một bộ phim. Thế thì bây giờ với công nghệ nào mà anh chị em có thể là tạo ra nó duy nhất? Vâng, thế thì bây giờ như anh chị em biết đấy, thời đại bùng nổ của xử lý máy học trí tuệ nhân tạo, thời đại bùng nổ của việc tính toán dữ liệu lớn, thì chúng tôi đã tạo ra những cụm tính toán công nghiệp, đó là Spark tính toán và Redis để lưu trữ. Thì thuật toán của chúng tôi chủ yếu mở rộng thì sử dụng những công nghệ distributed computing, tức là tính toán phân tán, với thuật toán Euclidean hoặc là T-square để tính toán giữa các abstract feature, tức là những các cái chi tiết, những cái đặc tính yếu tố được trích dẫn từ data, đó nó gọi là abstract feature. Đấy. Và chúng tôi tìm ra được cái giá trị nhỏ nhất giữa dữ liệu đưa vào với dữ liệu tổng hợp của chúng tôi đã có. Rất vui và anh chị em, hệ thống Orichain cũng đã tạo cho chúng tôi những các cái token riêng. Ở đây chúng tôi đã tạo LC20 của WNFT. Đấy, và thì chúng tôi hy vọng rằng đây là một cái token để chúng tôi có thể là hỗ trợ các anh chị em giao dịch các cái NFT đang có ở trên này. Và tất nhiên chúng tôi cũng phải có những cái hệ thống NFT đặc trưng của ứng dụng này. Và những cái NFT chúng tôi đang đưa lên là dựa trên những các cái đặc tính hệ thống đang có, đó là những hình ảnh, những văn bản text và những file âm thanh, những file phim. Và ở đây chúng tôi thử đưa một NFT đưa lên, đó là một đoạn câu chữ văn bản ngắn từ 8 đến 20 chữ, thì đoạn văn nội dung là tập thể dục để có sức khỏe. Và tôi viết vào, sau đó tôi chặn, thì ở đây sẽ báo là nó đã thành công. Và thế thì điều này có nghĩa là ở trong cái nhóm này sẽ có những các cái lưu ý để anh chị xem, để view lại. Ví dụ tôi view lại cái câu này đây, đấy, tập thể dục để có sức khỏe. Và đấy, ví dụ như cái ảnh này, đấy, tôi view ra. Như các bạn thấy đấy, thì ở đây nó là một cái IPFS. Và tạo tiếp một bức tranh thứ hai, đó là bức tranh về làm Mona Lisa. Thì như chị em thấy đấy, thì quá trình sẽ mất cỡ đâu đó khoảng từ 5 tới 10 giây, bởi vì nó sẽ có một cái khối dữ liệu đưa lên trên server và băm mã rồi để indexing, để có thể kiểm tra được cái hình ảnh này, nội dung này là duy nhất và có đảm bảo không. Đấy, thì chúng tôi tạo thành công rồi. Đấy. Và khi đó thì chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm đó là thế bây giờ hai bức tranh này rồi, đây Mona Lisa đây, rồi Lady đây của Leonardo. Đây tôi lấy ví dụ, tôi thay đổi sang tranh Mona. Đấy, và sẽ đưa lên nào, để xem cái hệ thống này nó nhận biết là như thế nào. Hiện tại chúng tôi đang xử lý ở trên với hệ thống, đó là với tranh chất liệu JPG. Rồi, đấy thì ở đây thì hệ thống sẽ thông báo chúng ta là tìm thấy monitor chung này. Đây, chúng ta phải tìm kiếm đến hệ thống này là cái NFT nào. Nó đã hiện ra đây. Đấy, thì nó ở đây sẽ đưa ra hệ thống các cái nội dung content mà không phù hợp. Tôi lấy ví dụ cảnh đánh nhau, cảnh biểu tình. Đấy, thì ở đây thì chúng tôi sẽ phải đưa ra một cái xác nhận từ hệ thống, cũng như là những cái mô hình chúng tôi được đào tạo ra. Ví dụ ở đây nó phát hiện là gì? Vi phạm nội quy mạng pháp luật Việt Nam. Và bởi vì chúng tôi không cho phép các bạn đưa lên những nội dung content xấu mang tính chất gọi là gây hấn như thế này. Và hoặc là gì ạ? Hoặc là những bức tranh nó tính chất nó gọi là có máu me, có đâm chém. Đây, đấy đúng không? Có máu me, đâm chém. Đấy. Và đấy. Rồi, đấy. Hoặc là tranh ảnh làm sao ạ? Tranh ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là bức tranh nút. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy ngay, nó sẽ phản kháng lại ngay.